cho tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Ngày hôm nay quay trở lại với đảo Sa Mạc đã được mở full rồi nha mọi người. Và hiện tại thì Kẹo đang chơi phiên bản OB20 thử nghiệm nha. Wow, anh em thấy là có ngầu không ạ? Và có một cái khu vực rất là mới ở đây, đó là khu hóa thạch mọi người ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái khu vực này nha mọi người. Vâng, wow. Khi mà anh em nhìn từ trên cao thì mình thấy rằng là đây nó khá là giống với xương khủng long mọi người ạ. Thật ra thì Kẹo có biết xương khủng long bao giờ đâu. Chém gió sương sương với anh em thế thôi. Nhưng mà trông nó wow, to phết anh em ơi. Với cái xương to thế này thì chắc là xương khủng long rồi. Mình nghĩ là nó là cái loại mà khủng long ăn cỏ hay sao anh em ơi. Không phải là khủng long bạo chúa, mà nó là cái loại mà khủng long to to mà trông như con nhím đó mọi người. Anh em ơi, hiện tại thì Kẹo đang chạy trên cái xương của nó. Wow, rất là đã luôn mọi người ơi. Trông kiểu ngầu vãi luôn này. Và các bạn có thể nhảy lên được nhưng mà nó hơi khó lên. Thôi kệ anh em. Tranh thủ lượm súng cái đã. Không tí địch nó qua nó bắn cho thì anh em ơi. Hết khám phá xương khủng long bây giờ. Vâng thì đối với cái xe vật thử nghiệm này thì khá là ít người chơi, chủ yếu là streamer được chơi thôi anh em ơi. Thế nên là một trận đấu của chúng ta chỉ có 20 người chơi. Và cái khả năng gọi là top 1 với 1 kill thì nó quá là điều bình thường. Rồi nha anh em. Đây ok. Đó và trang bị súng thôi anh em. Anh em có hỏi Kẹo là bao giờ thì cái bản đồ này nó sẽ được thêm vào đấu danh. Thì Kẹo cũng nói luôn với anh em, đó là anh em ơi, các bạn sẽ phải mất một cái khoảng thời gian mọi người ạ. Cũng giống như mà ngày trước thì đảo Thiên Đường của chúng ta là đấu thường mà, thì bây giờ cũng đã được thêm vào đấu rank. Thì cái đảo Sa Mạc này thì cũng như vậy. Hiện tại đã được mở full thì Kẹo sẽ cùng anh em khám phá thôi. Quay trở lại lên trên cái xương khủng long đi mọi người ơi. Đấy, các bạn có thể là trèo lên nó hơi khó tí. Hơi khó tí ở cái đoạn trèo lên cái xương anh em. Thôi có lẽ như là khám phá khu này thế đủ rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình xem như nào, mình còn kiếm trang bị nữa chưa anh em. Không tí nữa địch nó qua thì vãi hàng. Nó dã cho đúng kiểu xanh mộ luôn. Về cái giao diện của cái phiên bản này thì mình thấy là wow, nó không thay đổi nhiều. Nó giống so với phiên bản của chúng ta đó là OB19. Nhưng mà nó sẽ tinh chỉnh thêm một xíu. Kiểu cảm giác là chơi game nó phê phê hơn anh em nhở. Anh em có thấy thế không ạ? Vâng mọi người. Và đây, thì những cái trang bị hiếm nào mà được xuất hiện trong trận đấu nó sẽ hiển thị ngay bên trái map luôn. Chúng ta có khu đền thờ, nó là một khu mới đấy mọi người này. Đấy, khu phế tích này, đấu trường này, chạy đầu tạo này. Wow, phiên bản OB20 thì đảo Sa Mạc của chúng ta đã được hoàn thiện luôn. Phải gọi là trông kiểu ngầu lòi luôn. Có căng nguyên đá này, một bản đồ rất là rộng mọi người ơi. Và để Kẹo coi xem nào mọi người ơi, thị trấn cổ này hình như là cũng mới được thêm vào thôi mọi người ơi. Với anh em thôi, let's go cái nào. Xem như nào đi kiếm kill chưa anh em. Chứ từ đầu trận đến giờ là toàn chém gió sương sương với anh em nên là vẫn là không kill. Và chỉ còn lại có 7 người chơi thôi mọi người. Vâng, phải gọi là cái bản đồ đảo Sa Mạc này là một bản đồ thay đổi hoàn thiện, nó rất là đẹp luôn anh em ơi. Và trông kiểu rất là ngầu. Và chắc là sẽ sớm thôi anh em ơi, sẽ có thêm nhiều cái bản đồ để cho anh em chơi. Wow, có hiệu ứng ánh mặt trời, trông kiểu rất là đẹp luôn anh em ơi. Phiên bản mới OB20. Và mình nghe nói rằng là phiên bản mới OB20 thì nó sẽ ra mắt vào khoảng ngày 14 tháng 2. Ngày lễ tình nhân anh em biết tại sao không? Sảnh chờ là toàn là hình trái tim love you chiu chiu thôi. Với lại thì anh em có thể thấy được rằng đó là khi mà các bạn vào trận đấu đấy, máy bay nó có hình trái tim anh em. Thế này thì còn 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ được chơi phiên bản OB20 chính thức nhá. Nó sẽ có thêm một số chế độ chơi mới nữa thì từ từ Kẹo sẽ trải nghiệm cho anh em nhá. Ten ten. Mọi người ơi, còn có 6 người chơi thôi. Quan trọng là chúng ta có xe mà anh em ơi. Lấy xe và đi khám phá những cái khu khác thôi nhở. Ngại gì, ok. Vứt cái băng đạn ra thôi. Ten ten. Chúng ta lên đường nào. Ui, Kẹo hơi ngáo tí anh em ạ. Vâng mọi người, cơ bản là lái xe thì mình trình độ có hạn anh em ạ. Lái toàn tông vào vật cản. Xì đà quá nhở. Nếu mà bảo là Kẹo đua xe với anh em thì Kẹo không tuổi rồi. Đấy,
kiểu cưa vừa chơi game lại vừa chém gió như này thì lại không tập trung được anh em ạ. Với mọi người, 6 người trận nữa thôi, hỏng cái nào. Vâng, mà quan trọng thì mình sẽ đánh xe qua cái khu mà kẹo vừa đánh dấu. Một cái khu mới mà kẹo muốn khám phá anh em ạ. Đây, chỉ còn một xíu nữa thôi anh em ơi. Một xíu nữa thì chúng ta sẽ qua được cái khu này nhá. Đâu rồi anh em đây? Đây nó chính là cái khu đền thờ nhá. Phi xe thẳng xuống luôn nhở. Anh em ơi đây. Tiến luôn. Nước này nông có biết là có qua được không? Thôi, vãi hàng. Anh em ơi, nó cũng xấu phết anh em ạ. Kẹo tưởng là nông cơ nhưng mà nó cũng xấu phết anh em ơi. Thế nên là lên trên đi anh em ơi. Lên trên chúng ta sẽ cầm phá sơ qua một xíu về cái đền thờ nha mọi người. Cơ bản thì bo nó cũng thu lại rồi. Đây. Và mọi người có thể thấy là wow, toàn cảnh khu vực đền thờ của chúng ta đây mọi người. Trông nó kiểu là một đống đổ nát anh em ơi. Trước đây thì đền thờ nó được hoàn thiện thì chắc là sẽ khá là đẹp thôi. Đây, có những cái cột hỏng này mọi người này. Đấy. Và anh em có thể là đây, nhảy vào được ba. Wow. Nó có một cái khoảng trống ở phía dưới anh em ơi. Để cho anh em có thể là tự do di chuyển này, tự do rút đồ này. Về cái bản đồ đảo sa mạc này thì địa hình nó cực kỳ là phong phú và đa dạng anh em ơi. Thế nên là anh em có đầy chỗ để mà núp nhá. Cực kỳ nhiều chỗ núp này, cực kỳ là nhiều chỗ phục kích kẻ địch luôn. Có lẽ như là kệ bo đi anh em ơi. Bo đầu thì nó cắt máu không đau lắm đâu. Đây, tôi vừa chạy để vừa trải nghiệm cho anh em coi. Thì bên này nó cũng như vậy thôi. Đấy, có những cái bậc thang đi lên. Và nó có những cái cây cổ. Và đây, đơn giản thì nó là đền thờ cổ mà mọi người. Đổ nát hết rồi. Vâng, phải gọi là trông nó rất là thú vị mọi người ơi. Bởi vì là cảm xúc của sĩ kẹo lần đầu tiên khi mà nhìn thấy đền thờ trong game Free Fire. Với cái đảo sa mạc này thì kẹo không có gì để chê cả anh em ơi. Anh em ơi, có lẽ như là khám phá thế thôi nhở. Và bo thôi các bạn ơi. Tầm này là sát thương nó cũng dồn rồi nên là anh em không chạy vào bo vội là nó cũng căng phế. Đây, let's go các bạn ơi. Chạy bộ cũng được mà lo gì. Bo 1 thì nó khá là gần thôi. Đối với bo 2, bo 3 mà anh em chạy bộ như này khả năng có khi lại còn đai chứ anh em. Bởi vì là chúng ta vào bo muộn mà. 6 thằng nữa. Không biết là chạy từ bây giờ đến cuối trận thì có chạm mặt thanh niên nào không nhở. Vâng, một khu vực nữa. Đây, bên này sẽ là khu dân cư đây. Mình có biết là khu này là khu mới là khu cũ nữa nhở. Thế như là, khu mới anh em ơi. Và khu lọc dầu thì cũng là khu mới luôn. Đảo sa mạc đã được hoàn thiện đáng kể mọi người ơi. Bản đồ của chúng ta đã full rồi mà. Đây, và chúng ta ghé qua cái khu vực khu lọc dầu xíu nhở. Nói chung là anh em hãy cứ yên tâm từ từ rồi là kẹo sẽ khám phá hết luôn cho anh em xem nhá. Ngay cả cái nhân vật mà kẹo đang chơi đây, nó là một nhân vật mới luôn. Vâng, và có lẽ như là anh em sẽ đón chờ video sau của kẹo nhá. Thì sẽ tiết lộ thêm những cái thông tin về con nhân vật này nhá. Đấy mọi người, let's go. Anh em ơi, ở cái khu lọc dầu này thì có một cái cây cầu cũ này. Wow, nó bằng sắt anh em ơi. Cây cầu cũ bằng sắt, nó không phải màu vàng. Và trông nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều so với cầu vàng mà chúng ta đang chơi trên đảo quân sự cũng như là đảo thiên đường. Có những cái lốp xe này. Wow, nhảy cao vãi luôn. Lốp xe nhảy lên tận trên này luôn. Wow, hay đó mọi người. Và tất nhiên là kẹo xem như nào lượng thêm trang bị thôi. Đây đây, đổ lượng súng rồi đây. Kẹo chưa có mua súng AK với lại MP40 cơ. Các bạn ơi, let's go thế nào. Qua đây xíu coi anh em. Ui, và vùng nguy hiểm cũng là vùng an toàn luôn mọi người ơi. Ngay vùng danger kìa. Thôi ghé qua đi xíu này. Không là lỡ đâu bom rơi vào người thì có lẽ như là kẹo ra đi sớm thì nó là một cái điều không hay lắm mọi người ơi. Ok luôn. Mình là mình khá là tò mò về cái bản đồ này. Bản đồ đảo sa mạc anh em ơi. Nó rất là nhiều điều mới lạ thì quan trọng là trong video này thì kẹo khám phá thôi. Chứ không phải là săn kill anh em ạ. Đấy. Và anh em cũng rất là tò mò về cái điều này phải không nào? 4 thằng nữa. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 20% rồi. Bên kia thì có một cái tháp rất là cao và qua luôn anh em ơi. Mình nghĩ là cái tháp đó thì anh em có thể là trèo lên được.
Thế nhưng là mình thấy là có cái cầu thang đi lên phải không nào? Đấy anh em thấy không, anh em thấy không? Kìa kìa, ngay phía trước mặt luôn nhá. Thôi em qua xem là có trèo được không đây. Đấy mọi người ơi, đó kẹo nghĩ là trèo lên được. Thử coi, thử coi, thử coi. Đấy nào, đấy lên được mà. Wow, hay phết nhở. Đến chỗ này thì nó bị mắc kẹt anh em ơi. Tức là đến chỗ đấy thì anh em không lên được. Nó hơi khoai à. Thôi anh em hãy thử lại, thử lại. Mình sẽ thử lại với những cái cột khác coi. Đây của bên này, mình nghĩ là trèo lên được chứ anh em. Sao nó lại khoai thế nhở. Lên nào. Uầy, nhảy hụt các bạn ơi. Đây ok ok. Có đứa trên, có đứa ở trên. Có đứa ở trên anh em ơi, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận con nó bắn cho mình vỡ đầu bây giờ. Các bạn ơi, đây đây. Ngồi tạm đây cái đã. Chuẩn bị nha. Nào, nhảy lên. Uầy, nhảy hụt nữa rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ thử luôn với cái cồn này. Wow, cồn này nhảy ngon phết nhở. Ấy, lại nhảy hụt rồi. Lên trên chỗ này nó hơi khó anh em ơi. Thế nhưng là nó bị vấp ở đầu. Thế nên là khó lên lắm. Kiểu như là anh em tưởng lên được cơ nhưng mà nó lại không lên được. Vãi game thật. Kiểu này chắc là chôn người chơi rồi anh em ơi. Đấy, không lên được cơ. Vô vọng. Thử lại đi các bạn ơi. Uầy, thôi vãi. Được lắm. Mà mình nhảy được lên cái thanh này cũng ngon phết này. Rồi, quá đây em ơi, hai đứa luôn. Vãi hàng thật. Vãi hàng thật làm sao. Làm sao. Uầy, anh lại giận dữ quá cơ. Nào thằng kia, qua đây. Thằng cuối rồi, nghe mày nói là thằng cuối nhá. Qua đây slow với kẹo nào. Nào qua đây bạn ơi. Xăm slow không. Đấy, nó ngay từ dưới kẹo rồi. Uầy, vãi lúa shotgun cơ. Tuổi gì ăn anh. Nào làm sao. Lên đây. Lên đây chơi này. Lên đây em ơi. Lên đây bé ơi nào. Lên nhanh. Ui dồi ôi tuổi gì. Làm sao mà nhảy như anh được. Ây. Ui dồi ôi lên đây. Lên đây cho ăn đạn này. Ui thằng này không tuổi anh em ơi. Mày làm sao quần máu á. Nhảy xuống vả nó. Thôi xong mày chết với anh rồi. Mày này tuổi gì. Yes. Ok. Và bó ra anh em ơi top 1 rồi. Các bạn đang xem video này thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho video nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn sau nè.